Bí mật đằng sau việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ vung tiền mua 500 siêu xe nhưng về xếp xóa không dùng, không phải để marketing, cũng chẳng phải để khoe mẽ. Nói đến tay chơi siêu xe ở Việt Nam, ngoài Cường Đô La, Minh Nhựa, chắc chắn không thể bỏ qua ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Mỗi lần vua cà phê tậu xe mới là một lần dư luận phải trầm trồ không ngớt. Bởi lẽ những chiếc xe mà ông sở hữu vô cùng đặc biệt, có khi còn là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Bộ sưu tập xe tiền tỷ của vua cà phê chủ yếu đến từ các thương hiệu như Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Ferrari, Porsche. Một số mẫu xe đáng chú ý có thể kể đến như Porsche 911, Porsche 918 Spider, Bugatti Veyron, McLaren Senna, Ford GT. Ông Vũ chính là người đầu tiên mua Porsche 911 Sport Classic 2023. Sau đó, doanh nhân này liên tục tậu nhiều xe cổ như Porsche 944, Toyota Corolla, Nissan Datsun 280ZX. Ấy thế nhưng khi nhận xe rồi, chẳng bao lâu sau ông Vũ lại cho chúng nhập kho hết. Dù là siêu xe bản hiếm hay xe cổ độc lạ rồi cũng bị ngó lơ suốt cả chục năm như thường. Trong thời gian đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chi số tiền khủng để bảo dưỡng cho chúng, nhưng chẳng mấy khi động đến. Thỉnh thoảng chúng sẽ được đưa đi phủi bụi bằng cách xuất hiện trong các sự kiện quy tụ dàn chân dài, người đẹp đình đám của showbiz. Nhiều người tin đây là cách để ông chủ Trung Nguyên PR cho bản thân cũng như tập đoàn. Nhưng cũng có người cho rằng chỉ đơn giản nó là thú vui của người giàu và cách tiêu tiền khó hiểu của họ mà thôi. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết với ông xe là tiêu sản chứ không phải tài sản. Bản thân vua cà phê cũng không nhớ nổi đã mua tất cả bao nhiêu chiếc xe. Sở dĩ ông mua nhiều siêu xe như vậy là bởi ông dự định sau này sẽ đấu giá, giúp các thanh niên khởi nghiệp. Ông Vũ tin bộ sưu tập siêu xe sẽ mang về số tiền đáng kể để phục vụ dự định này. Hiện tại, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có hai gara chứa siêu xe. Một kho siêu xe của ông nằm ở Đắk Lắk, được xây rất đơn giản với mái lợp bằng tôn, sàn xi măng. Nằm trong trang trại 600 ha của vua cà phê. Gara còn lại là tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng diện tích bé hơn nhiều, chỉ để được vài chiếc nên số còn lại thường bị cho dầm mưa dãi nắng ngoài sân. Người giàu luôn có lối đi riêng phải không anh chị em?